trong túi chỉ có 7 củ thì chụp ảnh cưới phim trường được không? Aloha xin chào các bạn. Với mức ngân sách chỉ dưới 7 củ thì rất khó để có thể chọn có chụp ảnh cưới phim trường. Nhưng trong tháng này, Aloha đang có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các cặp đôi. Giờ đây, bạn đã có thể dễ dàng chụp ảnh cưới phim trường chỉ chưa đến 7 củ thôi đó. Tưởng đùa nhưng là khuyến mãi thật nha mọi người ơi. Trong gói chụp này thì các bạn sẽ nhận được 3 bộ trang phục, trong đó có 2 bộ váy vest cưới và 1 trang phục tự do theo sở thích của dâu rể nè. Bạn cứ an tâm là dù khuyến mãi nhưng gói chụp vẫn đầy đủ các công đoạn, make up, làm tóc và các chi phí di chuyển, phí ra vào phim trường cần thiết cho buổi chụp ảnh rồi đó. Bạn có thể tùy chọn phim trường mà mình thích tại Sài Gòn, vào phim trường rồi thì dâu rể cùng ekip sẽ thực hiện bộ ảnh tại các địa điểm được các cặp đôi trẻ yêu thích hiện nay. Ekip luôn cân đối để có thể vừa lấy được bối cảnh đa dạng độc đáo, vừa tập trung vào dâu rể nên ảnh cưới chỉ có chất trở lên nha các bạn. Sài Gòn thời gian này nắng mưa thất thường, nhưng các bạn cũng không cần quá lo lắng vì Aloha vẫn sẽ luôn có những phương án phù hợp để có lợi nhất cho dâu rể như thay đổi địa điểm chụp ảnh hoặc dời lịch chụp. Khi đăng ký gói chụp tại Aloha thì các bạn có thể thay đổi lịch chụp lúc nào cũng được nha, nên cực kỳ thuận lợi cho lịch trình của các cặp đôi luôn nè. Mà lưu ý là khuyến mãi có giới hạn thời gian nên hãy nhanh tay đăng ký tư vấn để giữ ưu đãi nha mọi người.